Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, mở đầu cho buổi lễ diễu hành kỷ niệm hôm nay là nghi lễ diễu hành. Sau đây, nghi lễ diễu hành xin phép được bắt đầu. Lễ diễu hành kỷ niệm 10 năm thành lập trường Trung cấp nghề Nga Sơn và 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam thể hiện niềm tự hào, khí thế, nhiệt huyết và sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự phát triển của nhà trường trong chặng đường 10 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cũng như khẳng định vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Dẫn đầu là đội hồng kỳ, những đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 650 học sinh của nhà trường ý chí, niềm tin, niềm tự hào của dân tộc, quyết chiến, quyết thắng, đó là màu tươi sáng của tương lai. Chúng ta hy vọng rằng học sinh trường Trung cấp nghề Nga Sơn hôm nay luôn xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp những thành tích vẻ vang, làm rạng xanh thêm cho mái trường. Nhiều học sinh đang công tác trong và ngoài nước. Đặc biệt có rất nhiều em đã trở thành những công nhân, cán bộ chủ chốt của rất nhiều công ty trong nước. Đoàn 10H thể hiện 3. Bài ca người giáo viên nhân dân do tập thể cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung cấp nghề Nga Sơn thể hiện 4. Tiết mục múa quạt nét Việt do các chàng trai nghề điện công nghiệp và điện lạnh thể hiện 5. Điệu múa vùng cao do nhóm câu lạc bộ múa trường Trung cấp nghề Nga Sơn thể hiện 6. Điệu nhảy đu 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 do câu lạc bộ nhảy trường Trung cấp nghề Nga Sơn thể hiện 7. Là tiết mục biểu diễn thời trang do tập thể may thời trang trường Trung cấp nghề Nga Sơn thể hiện. Đây.
tình bạn đồng cùng nhau xây dựng sông núi màu cho nước Việt ngày đêm tươi. Chỉ bông lúa vàng chúng ta.
Cùng chào đón sự quay trở lại của người đẹp Hồng Vương.
môi trường không khí trong lành vì sức khỏe của chúng ta. Lấy tưởng từ chiếc áo dài duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, xin đồng nhiệt chào mừng người mẫu Huyền Huyền với đường nét sắc sảo kết hợp với thần thái khỏe khoắn và năng động. Bộ trang phục đã làm từ bao dài thể hiện vẻ tác động cho người mặc. Cô hiện là nữ sân mẫu mới bước vào làng giải trí Việt với số đo hình thể ba vòng như một. Xin hãy bình chọn cho cô để cô gặp nhiều may mắn hơn. Cùng chiêm ngưỡng người đẹp Huyền Trang đã quay trở lại với đứa con cưng mang tên Thiên Thần của Gió, với đôi bàn tay tài hoa và sự sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ, phối hợp màu sắc được pha trộn một cách đẹp mắt trên nền trắng của đội bóng, kết hợp với váy xòe tạo nên một bộ trang phục lộng lẫy và sang trọng. Xin hãy chào mừng người mẫu của chúng ta. Một lần nữa chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại các bộ trang phục do các nhà thiết kế đến từ các chi đoàn may thời trang K8, K9, của trường Trung cấp nghề Nga Sơn thể hiện, trong họ cũng thật xinh đẹp và thật quyến rũ. Xin hãy dành cho họ một tràng pháo tay rất lớn để cảm ơn những người mẫu, những nhà thiết kế tài năng của chúng ta. Có ý nghĩa rất lớn đối với thầy và trò nhà trường. Năm học nhà trường tròn 10 tuổi, đây chính là mốc son quan trọng của nhà trường trong quá trình hình thành và phát triển. Kính thưa quý vị, trong không khí tràn đầy tình cảm ấm áp, với bao hoài niệm yêu dấu trong lòng mỗi chúng ta khi trở về mái trường xưa, sự họp mặt đông đủ của bao thế hệ thầy cô, học sinh về đây tham dự gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường mang một ý nghĩa hết sức thiêng liêng và tràn đầy niềm xúc động. Cho phép chúng tôi được thay mặt những người thực hiện chương trình xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Nhiệt chào mừng và giới thiệu đồng chí Lý Văn Trương, trưởng phòng quản lý giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Xin nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu đồng chí Lương Đức Hạnh, trưởng phòng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Văn Hoài, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phùng, ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Mai Đình Hiếu, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Về dự với buổi lễ kỷ niệm hôm nay còn có các đồng chí trưởng phó các phòng ban, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đồng chí trưởng phó các phòng nội vụ, tài chính, giáo dục, lao động, thương binh xã hội, hiệu trưởng, hiệu phó các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong toàn huyện. Trong buổi lễ này, chúng tôi vô cùng xúc động và vinh dự được đón tiếp Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Minh, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thầy Mai Duy Thái, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Thầy Đào Trung Phẩm, hiệu trưởng trường dạy nghề Trung Sơn. Thầy Phạm Quốc Gia, nguyên giám đốc trung tâm dạy nghề huyện Nga Sơn. Thầy Phạm Văn Đất, nguyên hiệu trưởng danh dự dạy nghề Nga Sơn. Cô Mai Thị Xuân, nguyên phó giám đốc trung tâm dạy nghề huyện Nga Sơn. Cùng các thầy cô nguyên trong ban giám đốc, ban giám hiệu, trưởng các phòng khoa, nguyên là giáo viên các thời kỳ. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Ngọc Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội lên trao khen thưởng cho các cá nhân.
nhà trường xin chân thành cảm ơn ông, chúc ông mạnh khỏe, công tác tốt. Xin trân trọng kính mời ông Lương Đức Thành, trưởng phòng giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, có lọng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường nhân dịp kỷ niệm. Ông Mai Đình Hiếu, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lên có lãng hoa tặng nhà trường. Thank you.